Ai bảo ở nhà không tự học được writing IELTS? Mình đã từng gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian đầu học IELTS ở nhà. Biết xong không có ai chấm chữ, không biết mình đang ở bên điểm nào. Mình bối rối trước các dạng biểu đồ task 1, vì ý tưởng triển khai cho task 2. Xin nhiều sample, nhưng mà đọc thì để đấy, không thấm được vào đâu. Sau khi lục tung ở trên mạng, mình mày mò được một trang web vô cùng hay ho. Trong App My IELTS, lộ trình được phân chia rõ ràng. Bạn có thể lựa chọn trình độ theo từng bên điểm, từ 0 đến 4.5, học writing với những dạng bài cơ bản nhất, để từ đó nắm vững được cách thành lập câu, đoạn văn. 4.5 đến 7.5, writing sát với dạng đề thi thật, phương pháp dạy khoa học đi từ lý thuyết đến luyện tập và cuối cùng thi thử giao diện e-hẹp với thi trên máy. Bài giảng được giảng dạy kỹ càng, bài bản từ lập dạng ý, kết câu chủ đề, câu giải thích, câu chi tiết và cuối cùng là kết luận. Chống bí vô cùng hiệu quả bằng cách đưa ra những cấu trúc và từ vựng để paraphrase, dạy cách phân tích sample để từ đó có thể áp dụng tư duy triển khai một cách tối ưu nhất. Video sống động, chất lượng cao, có thể tăng, giảm tốc độ luyện tập. Mình khoái nhất là phần này bởi vì được chấm chữa nhanh chóng bởi AI, trả điểm sát tới thực tế, giúp mình biết được level của mình. Sau 3 đến 5 phút đọc bài sẽ được trả các lỗi sai về, lỗi ngữ pháp và từ vựng, gợi ý từ vựng, cấu trúc để bài viết được hay hơn. Kết cùng thì sau 4 tháng tự học tại nhà với AdMicro, mình đã tự tin đi thi IELTS và đạt được bên điểm như mình mong muốn.